Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tại sao phải dán phim cách nhiệt cho xe ô tô? Ngày nay, hầu hết tất cả các xe hơi đều dán phim cách nhiệt. Để hiểu rõ hơn lý do tại sao phải dán phim cách nhiệt cho xe ô tô, hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu tại sao phải dán phim cách nhiệt cho xe ô tô nhé. Ở Việt Nam, xe ô tô đang dần trở thành một trong những phương tiện được ưa chuộng sử dụng. Tuy nhiên, vào những mùa nắng nóng, thường có nhiều vấn đề phát sinh do nhiệt độ bên trong ô tô có xu hướng tăng cao. Đó là lý do vì sao các loại phim cách nhiệt xe ô tô được sử dụng phổ biến. Chúng vừa có tác dụng giảm nhiệt độ, hạn chế tia cực tím từ ánh sáng mặt trời, vừa không cản trở tầm nhìn khi lái xe. Thực tế, nếu bình thường bật điều hòa mức 3, 4 mới thấy mát, thì sau khi dán phim cách nhiệt này thì điều hòa ở mức 1 là đã đủ mát cho cả xe, tiết kiệm điện khá nhiều vì phim cách nhiệt có tác dụng ngăn cản 99% tia cực tím. Đặc biệt, nếu bị xe ngược chiều rọi đèn pha vào thì người sẽ không cảm thấy chói mắt bởi phim có tác dụng giảm chói. Khi xảy ra va chạm gây vỡ kính thì phim vẫn gắn chặt bề mặt kính, làm kính không bị vỡ gây tung tóe, sát thương cho người ngồi bên trong xe. Có khá nhiều công nghệ sản xuất phim cách nhiệt với chất lượng khác nhau. Khi chọn mua phim cách nhiệt cần chú ý 3 thông số cơ bản, đó là độ xuyên sáng, tỷ lệ cách nhiệt, tỷ lệ hấp thụ tia tử ngoại. Các vị trí dán phim cách nhiệt ô tô tương ứng với các vị trí lắp kính xe như kính lái, kính hông, kính sau, trong đó hai vị trí thường hấp thụ nhiều nhiệt là kính lái chắn gió phía trước và kính sau. Quan trọng hơn cả là kính trước vì nó ảnh hưởng đến tầm nhìn, khả năng quan sát của lái xe. Ngày nay, phim cách nhiệt ô tô có pha thêm rất nhiều màu sắc, do đó người dùng hoàn toàn có thể sử dụng các lớp phim này để trang trí cho xe thêm phần độc đáo. Những mẫu xe sơn màu đen kết hợp với phim cách nhiệt tối màu cho ra một ngoại hình không chỉ bóng bẩy mà còn ngầu hơn, giúp cho chiếc xe trở nên sang trọng hơn. Cách phân biệt được loại phim cách nhiệt chất lượng tốt. Để có được phim cách nhiệt chất lượng tốt, bạn nên tìm hiểu kỹ về những yếu tố sau. Đầu tiên, phim cách nhiệt tốt phải có nhãn mác rõ ràng và là hàng chính hãng, có hóa đơn nhập khẩu đàng hoàng, bảo hành dài. Sau đó là cần quan tâm đến các thông số về độ xuyên sáng, độ phản gương, độ cách nhiệt, các yếu tố về quang học. Phim cách nhiệt nhập khẩu từ Mỹ thường tốt hơn phim nhập từ Hàn Quốc, Trung Quốc. Còn một yếu tố nữa cũng khá quan trọng là chất lượng keo dán của phim. Điều này thì chỉ có thể minh chứng rõ nhất qua thời gian, nhưng về cơ bản thì bạn có thể dùng mỗi người để phân biệt. Đối với loại phim xịn thì keo không bao giờ có mùi hắc. Còn với loại phim rẻ tiền thì ngửi mùi sẽ cảm thấy hắc, rất khó chịu. Về giá tiền khi dán cho cả xe, loại phim dùng tốt cũng phải khoảng trên 8 triệu. Còn nếu nơi nào dán cả xe cho bạn chỉ có khoảng 1 đến 2 triệu thì khả năng rất cao là loại phim nhái, phim kém chất lượng. Không có khả năng ngăn được các tia UV từ ánh sáng mặt trời, nó chỉ như một lớp ni lông màu mà thôi. Vì thế, nếu bạn đã chi một số tiền rất lớn để mua xe thì bạn cũng không nên tiếc tiền vài triệu để trang bị thêm một loạt tính năng rất hữu ích bảo vệ xe, bảo vệ cho sức khỏe và túi tiền của mình. Có rất nhiều câu hỏi về việc có nên dán phim cách nhiệt cho ô tô không? Dán phim cách nhiệt kính lái có ảnh hưởng đến tầm nhìn và sự an toàn không? Tại sao phải dán phim cách nhiệt? Chính vì vậy, video này để trả lời cho những câu hỏi thường gặp đó. Nếu quý vị và các bạn đang băn khoăn không biết chọn cho chiếc xe hơi yêu quý của mình loại phim gì và nơi nào dán phim uy tín thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Chắc chắn chúng tôi sẽ làm hài lòng quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.